chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từ đêm qua và sáng sớm nay, nhiệt độ tại Bắc Bộ đã ấm hơn so với 24 giờ trước. Tuy nhiên, tình trạng sương mù dày đặc đã gây khó khăn cho giao thông đi lại, đặc biệt là tại khu vực miền núi cao. Đến trưa nay thì sương mù đã tan hẳn, trời cũng quang mây hơn và nhiệt độ cũng nhích nhẹ dần lên so với ngày hôm qua khoảng 2 độ và duy trì ở mức là từ 19 cho đến 21 độ. Còn các tỉnh ở ven biển Bắc và Trung Trung Bộ thì cũng chỉ có mưa một vài nơi vào đêm và sáng với lượng ít. Trong khi đó thì thời tiết tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tốt hơn cả, mưa xảy ra ít, ngày có nắng vừa phải. Tuy nhiên thời điểm này cũng là giai đoạn của một đợt chiều cường mới nên chiều tối qua và sáng sớm nay thì một số nơi thuộc khu vực Nam Bộ rơi vào tình trạng ngập úng cục bộ tại những khu vực trũng thấp. Từ trưa chiều ngày hôm nay cho đến ngày mai, thời tiết tại Bắc Bộ tiếp tục tốt dần lên. Trưa mai có thể hửng nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng là từ 25 cho đến 27 độ. Tuy nhiên đêm và sáng trời vẫn đầy mây và sương mù, độ ẩm không khí vẫn cao trên 90% và một số nơi có mưa nhỏ xảy ra. Từ chiều tối và đêm mai ngày 1 tháng 12, không khí lạnh lại được tăng cường xuống nước ta và bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh thuộc khu vực biên giới phía Bắc. Các tỉnh vùng núi như Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang chịu tác động đầu tiên, trước sau đó mới lan dần xuống khu vực Đông Bắc và Đồng bằng Bắc Bộ. Đợt tăng cường lần này cũng gây ra nhiều biến động về thời tiết, trời chuyển nhiều mây hơn, xuất hiện mưa rào và dông, kèm theo nền nhiệt độ giảm xuống khá sâu, đặc biệt là ở các tỉnh thuộc vùng núi cao, trời chuyển rét từ ngày 2 tháng 12. Ở các tỉnh thuộc khu vực Duyên Hải miền Trung, thời tiết còn khá tốt cho đến hết ngày mai. Mưa hầu như không còn xảy ra, ngày trời nắng, nhiệt độ vào buổi trưa, chiều tiếp tục tăng lên và đạt ở mức là từ 27 đến 29 độ ở các tỉnh phía Bắc và từ 30 đến 32 độ ở các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên sang đến ngày 2 tháng 12 thì do đới gió Đông Bắc hoạt động mạnh kết hợp với địa hình sẽ gây mưa rào và dông, nền nhiệt cũng có xu hướng giảm dần từ Bắc xuống Nam. Phía Bắc trời chuyển rét về đêm và sáng, còn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thì vẫn duy trì thời tiết là có ít mưa, nắng xuất hiện cả ngày khiến nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt trong ngưỡng từ 29 đến 31 độ cho khu vực Tây Nguyên và từ 32 đến 34 độ cho khu vực Nam Bộ. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trong 3 ngày tới. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày mai đêm và sáng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ vào ban ngày có xu hướng tăng lên ở ngưỡng là từ 25 cho đến 27 độ. Sang đến ngày 2 tháng 12, trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nên nhiệt độ giảm nhanh xuống khoảng 3 đến 4 độ và trời rét. Ngày 3 tháng 12 thì trời vẫn còn có nhiều mây, mưa giảm chỉ còn có mưa nhỏ vài nơi, nên nhiệt độ vào đêm và sáng tiếp tục giảm thêm và duy trì trời rét. Khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày 1 tháng 12 có mưa nhỏ vào đêm và sáng ở một vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng với nền nhiệt độ tăng dần lên, song cao nhất trong ngày không vượt quá ngưỡng là 27 độ. Từ chiều tối và đêm ngày 1 cho đến sang ngày 2 tháng 12, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ giảm sâu và trời cũng bắt đầu chuyển rét. Ngày 3 tháng 12 thì mưa đã giảm, chỉ còn có mưa nhỏ vài nơi, nhiệt độ vào đêm và sáng tiếp tục giảm thêm, duy trì trời rét trên toàn khu vực. Khu vực từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, vào ngày 1 tháng 12 thì phổ biến là ít mưa, trưa chiều trời nắng, với biên độ nhiệt ngày đêm dao động ở mức là từ 23 cho đến 29 độ. Vào ngày 2 và ngày 3 tháng 12 thì trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ dần, ở phía Bắc trời chuyển rét về đêm và sáng. Chuyển sang thời tiết khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận. Vào ngày 1 tháng 12 thì mây thay đổi, ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Sang đến ngày 2 và ngày 3 tháng 12, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhưng tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Ở phía Nam duy trì thời tiết tốt với ít mưa, ngày có nắng nhẹ. Khu vực Tây Nguyên thì từ ngày 1 cho đến ngày 3 tháng 12, mưa hầu như ít xảy ra, ban ngày xuất hiện nắng nhẹ, với nhiệt độ ngày đêm luôn dao động ở mức từ 19 cho đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ trong 3 ngày tới thì vẫn duy trì trạng thái là mây thay đổi, phổ biến là ít mưa, có chăng những cơn mưa rào nhẹ xảy ra vào chiều tối và đêm ở một vài nơi với lượng không nhiều, ngày trời nắng, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày luôn duy trì ở ngưỡng là 33 độ. Khu vực Biển Đông từ chiều tối và đêm mai thì toàn bộ khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa sẽ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật trên cấp 7 biển động. Các tàu thuyền không nên ra khơi vào thời điểm có gió mạnh, đặc biệt là các tàu thuyền cỡ nhỏ. Trong khi đó thì vùng biển giữa và phía Nam Biển Đông bao gồm cả quần đảo Trường Sa luôn duy trì đới gió Đông đến Đông Bắc mạnh cấp 4, cấp 5.
Bản tin dự báo thời tiết trưa nay xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.